Vâng, thưa quý vị, bên cạnh chương trình Mẹ đỡ đầu của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, thì trên cả nước còn có rất nhiều mô hình nhân văn, ý nghĩa khác chung tay hỗ trợ các em nhỏ mồ côi khó khăn. Và giá trị ấy càng được nhân lên khi người khởi xướng chính là các bạn trẻ. Dự án nuôi em của thanh niên Phật tử đang lan tỏa tại các điểm trường Sơn La, giúp các học sinh vùng cao tăng tỷ lệ đến lớp, góp phần vào chương trình khuyến học tại địa phương là một trong những chương trình như thế. Thầy trực tiếp đi lên điểm trường và các em từ trên bảng các em phải xuống được điểm trường và đem theo bằng một cái gói xôi. Sau đó thầy mới lại gần và thầy mới hỏi một câu: tại sao con đi học mà con đem chỉ có một nắm xôi nhỏ? Em bé trả lời rằng là nhà con không có gì ăn hết, chỉ có xôi không thôi. Và ngày hôm ấy thì em nhỏ đó đã tặng lại cho thầy một cái đồ đựng xôi và thầy vẫn để lại tới bây giờ. Nó là một kỷ niệm để thầy càng phải phấn đấu lan tỏa dự án này đến các nhà hảo tâm và tới các doanh nghiệp để có thể chung tay với nhau chúng ta để tạo nên một cái dự án lớn hơn. Đó chính là kỷ niệm lần đầu lên huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La của Saji Thích Tục Thiền. Huyện có 10 điểm trường, là nơi học tập của con em các dân tộc đồng bào thiểu số. Con đường đến trường xa xôi, nơi đầy đá hộc, nơi lại sình bùn. Vì vậy nhiều em phải đi bộ đến trường, trong đó có hai chị em Mùa Thị Hiền. Nhà của Hiền thì cách trường hơn 10 km, gia đình thì hoàn cảnh rất là khó khăn. Đường xá đi lại thì rất là xa và ấy, nên là các bạn ấy phải ở lại thì cả tuần để đi học. Đi học ở nhà trường thì đi bộ xuống thì 2 tiếng. Ăn cơm với ăn rau. Bữa ăn từ nhà mang đi chỉ có rau khiến nhiều học sinh nơi đây không được phát triển thể chất đầy đủ. Vì vậy, từ năm 2021, nhóm thanh niên Phật tử Ước mơ cho em đã xây dựng dự án nuôi em Sơn La, kêu gọi sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, chung tay cùng nhà trường, tạo nên những bữa trưa đầy đủ dinh dưỡng. Thì mỗi anh chị nhận nuôi thì sẽ đóng góp là 150.000 một tháng, là bao gồm là nuôi 16 bữa, tương ứng với mỗi tuần ở trên vùng cao thì các con sẽ học từ thứ 2, 3, 4, 5, vì chiều thứ 6 các con sẽ được nghỉ. Để các thầy cô di chuyển về dưới trung tâm và các con sẽ di chuyển về nhà để nghỉ thứ bảy chủ nhật. Vì vậy là trung bình một tuần là 4 bữa và một tháng là 16 bữa, tương ứng với là 8.500 đồng một bữa. Và mỗi người nhận nuôi sẽ phải đóng là 150.000 một tháng vào dự án. Mỗi mạnh thường quân nhận nuôi được ban tổ chức cung cấp một mã số, bao gồm thông tin cơ bản của trẻ, kèm ảnh và số đo chiều cao, cân nặng, thay đổi qua các năm. Bên cạnh đó, chương trình cũng định kỳ tổ chức những hoạt động từ thiện vào những ngày lễ, dịp đầu năm học hay khi gió mùa về, để có thể chung tay cùng những nhà hảo tâm hỗ trợ nhiều hơn đến các em. Dự án nuôi em này nó rất là thiết thực và đầy tính nhân văn. Cái dự án này thì đã rút ngắn được cái quãng đường từ nhà đến trường của các em và đồng thời thì nối dài thêm được con đường đến tương lai cho các em. Hiện tại thì bản thân tôi cũng đang nhận nuôi một bé trong cái dự án đó. Tôi cũng đã theo dõi quá trình và phát triển thay đổi của em thì thấy em hoạt bát nhanh nhẹn hơn, cũng nhiệt tình trong cái việc học tập và tham gia học tập đầy đủ thì tôi cũng mong cho em có thể cố gắng theo đuổi ước mơ của mình. Những bữa ăn đủ đầy, những ngôi trường khang trang ấm áp cùng tình yêu thương của thầy cô và cộng đồng không chỉ tiếp sức được các em đến trường mà hơn hết còn nuôi dưỡng niềm đam mê học tập, giúp các em chạm gần hơn mơ ước. Có nhiều bạn thì phải vận động đi học, nhưng nhà bạn Hiền này thì cả hai chị em đều cũng đều ham học. Nhiều bạn là sáng thứ hai mới xuống, nhưng mà chị em nhà bạn Hiền này là chiều chủ nhật đã đi bộ xuống rồi ạ. Và bạn Hiền cũng là một bạn học sinh là học giỏi nhất lớp trong lớp luôn, từ lớp 1 đến năm lớp học lớp 3. Ở trường vui hơn, mình thích nhất là được làm các bạn với chơi cùng các bạn, cứu cơm và không chỉ có thể với rau và tâm thích nhất rồi, món ăn cô giáo. Tình yêu trường lớp và thành tích học tập của Hiền cũng chính là động lực để dự án nuôi em Sơn La tiếp tục đến với Mai Sơn trong thời gian tới. Dù giáo dục vùng cao, nơi có đông đảo bà con đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều gian nan để có thể thật sự bứt phá, nhưng những hoạt động thiết thực như thế này đã và đang cho thấy những tín hiệu lạc quan về một miền quê sẽ thay đổi, vươn lên.